Vâng, chào anh các anh chị. Vậy hôm nay cũng buồn buồn và hôm qua cũng đang là nai dở, nên muốn là gửi đến các anh chị vài vài điều. Cái lũ mà chúng cộng ở bên kia ấy, nó luôn luôn giao giảng những cái việc gì? Thứ nhất đấy, Việt Nam độc đảng, độc tài. Độc đảng độc tài cũng được. Việt Nam độc đảng độc tài, như đất nước nó ổn định, nó phát triển về kinh tế. Một chính trị ổn định thì nó mới phát triển được kinh tế. Vâng. Vậy để em nói, Mỹ không độc đảng độc tài nhưng mà nó vui quá. Mỹ nó không độc đảng độc tài, nó đứng số 1 thế giới về tất cả các tiêu chí, vác những cái số 1 thế giới ra. Vậy nước Mỹ không độc đảng à? Không độc tài à? Đúng, nước Mỹ có rất chi là nhiều đảng. Nhưng mà hãy nhớ một điều này, các đảng nó cắn nhau như chó cả mèo, nó bôi nhọ nhau, nôi đủ các thứ của nhau ra để có thể nói chuyện. Em không hiểu cái độc đảng hay là đa đảng hơn nhau ở chỗ nào. Khi các đảng nọ với cả đảng kia, hay nói cách khác là hiện tại bây giờ nắm quyền chỉ có hai đảng, đó là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Nhưng mà hãy nhìn đi, một đất nước đa đảng tự do ngôn luận. Vâng, nó đa đảng tự do ngôn luận lắm. Nó tự do cực kỳ. Nó tự do đến nỗi mà đảng nọ tấn công đảng kia, đảng nọ bôi xấu cái đảng kia, đảng này chèn ép đưa những cái tin giả, những cái báo cáo. Nước Mỹ nó không độc đảng, nó không độc tài. Vâng, xin thưa các anh, xin thưa các anh các chị, nước Mỹ không độc đảng độc tài. Nói tốt quá. Có những người bên đảng Dân Chủ vẫn còn cứ ngồi ở trong những cái ghế hạ viện với cả thượng viện đến tận cả 48 năm rồi. Ui, nước Mỹ nó không độc tài. Ui dồi ôi, nước Mỹ nó tốt quá. Người thấp nhất thì cũng là cả chục năm rồi. Ôi, nước Mỹ nó không độc tài. Còn những cái người bên đảng Dân Chủ, ôi tốt quá. Khi bầu cử tổng thống, ôi nước Mỹ văn minh quá. Văn minh quá đúng không? Khi một phe đối lập đến đến 80% số phiếu, thậm chí đến 81% số phiếu mà cuối cùng vẫn không thắng. Ui, nước Mỹ tự do quá, nước Mỹ không độc tài. Nước Mỹ đa đảng quá. Vâng, nước Mỹ thế đó. Nước Mỹ của các vị nó thế đó. Đó là cái đa đảng của các vị đó. Đó là cái tam quyền phân lập đó. Có những cái người ngồi ở trên các đảng ấy mà người ta gọi là cố để giữ lấy cái ghế đó. Nước Mỹ vui thế đó. Vâng, các vị nói nước nước Việt Nam độc tài độc đảng. Vâng, em xin cảm ơn các anh các chị. Còn nước Mỹ văn minh không độc tài đa đảng. Vậy các vị anh chị nhìn xem Việt Nam, những cái người lãnh đạo bên Việt Nam chỉ có cầm lên nắm chức có 2 khóa thôi, còn nước Mỹ đa đảng không độc tài, có những người ngồi hạ viện thượng viện đến 48 năm, có những người đến 49 năm cả hai đảng. Ôi, nước Mỹ tốt quá. Tiếp theo cái gì đây? Ôi rồi, truyền thông Việt Nam Cộng sản bưng bít thông tin tuyên truyền để cố bảo vệ cái đảng. Ui rồi, đúng, nó tốt quá các anh chị ạ. À, nó độc tài quá. Thế còn bên Mỹ truyền thông tự do, ui rồi ôi, tốt thật. Truyền thông nước Mỹ tự do thế nào? Đủ các loại tin rác, các loại tin bẩn, các loại tin xấu từ đảng nọ đảng kia, dẫn những cái nguồn gọi là nguồn bí mật, những thượng viện của các đảng này, những cái hạ viện của các đảng này bôi xấu đảng kia, tung những tin vịt cho những cái người đi theo dõi, những cái ứng cử viên, những cái đại biểu của đảng kia liên tục. Ui dồi ôi, nước Mỹ tự do quá. Chào em Đông Anh. Nước Mỹ tự do quá, nước Mỹ tốt quá.
Nước Mỹ văn hóa cao quá. Đúng, nó tự do thế đấy. Nó tự do mà đến đi chụp để bôi xấu từng đảng này. Nôi ra đủ các trò. Tôi hỏi, đúng nước Mỹ tốt vậy đấy. Các vị có thấy tốt không? Ôi, trong khi được bầu cử tổng thống đảng Dân Chủ, cho người theo dõi tung đủ các loại tin vịt lên trên tất cả các mạng. Rồi ôi, dẫn từ những cái nguồn mà chả hiểu từ cái nguồn ở đâu, tin mật, ui dồi ôi, tôi nói tin mật nước Mỹ sắp sửa bay vào vũ trụ và thám hiểm vào lỗ đen vũ trụ rồi. Nước Mỹ tốt quá, truyền thông nước Mỹ văn minh quá. Đấy, tôi đang ca ngợi nước Mỹ đa đảng, đang ca ngợi nước Mỹ rất chi là tốt. Việt Nam độc đảng thế đó, còn nước Mỹ cao, tốt quá. Vui không các vị? Ui, Việt Nam không có nhân quyền. Việt Nam bắt các nhà đấu tranh dân chủ. Việt Nam bắt những người trái chiều. Việt Nam độc tài. Việt Nam nói đủ các thứ để có thể che giấu, giữ được cái đảng. Ôi dồi ôi, nước Mỹ văn minh quá. Nước Mỹ không làm cái gì cả. Vậy nước Mỹ không độc tài, nước Mỹ không chèn ép cái đảo Guantanamo, cái trại tù, nó bao nhiêu người trong đấy đấy. Vậy xin hỏi các anh, ở bên nước Mỹ có bao nhiêu người ở trong cái nhà tù Guantanamo đấy? Hả? Nó có đến hơn 12.000 không? Trước là bao nhiêu? Hơn 14.000 à? Ui dồi ôi, nước Mỹ văn minh quá, nước Mỹ có nhân quyền quá. Riêng cái chỗ đó thôi, nhốt bao nhiêu năm rồi. Có những người từ những cái năm 96, 97, gần đây nhất là 2001 đến 2008. Ui dồi ôi, họ có được xét xử không? Trong khi đó là những người đấu tranh ở Việt Nam, họ được xét xử đàng hoàng, được báo chí người ta đưa với, ôi Việt Nam độc tài, ôi chúng tôi độc tài quá cơ, nước Mỹ dân chủ quá, ôi nước Mỹ tốt quá. Nước Mỹ tốt đến nỗi vác bom đạn đi để tấn công một nước khác. Ôi nước Mỹ có nhân quyền quá, khi làm giả dựng được những cái phong trào ở trên thế giới, ví dụ như Iraq, Syria, Libya, đến các nơi, đến Afghanistan. Ôi dồi, nước Mỹ tốt quá, nước Mỹ nhân quyền quá. Cuối cùng thế nào? Đánh xong một cái nước ý. Bạn ơi, tôi đang tạo cảm hứng chứ tôi không say đâu. Thực ra là tôi đang nói ấy, tôi nói cách để cho mọi người nó cảm giác nó hào hứng, nó vui, chứ không phải là tôi say. Tại vì là buổi chiều nay tôi đi uống rượu. Và hôm nay nói thẳng là thì đứa em ấy, đáng lẽ ngày mai thì ở miền Bắc mới là thì ăn thịt chó kia, như hôm nay đứa em nó mua con chó về nó mổ, nên là tôi nói chuyện trước. Đáng lẽ là tôi để buổi tối, chứ cái giờ này không phải cái giờ của tôi nay. Nên là tôi nói trước. Tôi tạo cho các vị ngồi ở trên này cái sự phấn khởi, cái sự hào hứng, chứ không phải là tôi nói theo cái cách đó mà các vị là bạn nói là tôi say. Tôi không say đâu bạn ạ. Khi mà tôi lên nai ấy, nhất quyết là không bao giờ tôi uống một giọt rượu, giọt bia nào. Đó, tôi xin gửi. À, Phương Tòng Văn nói ăn cháo đa bát. Ai nói này? Xin hỏi bạn, bạn nói lại ai là nói ăn cháo đá bát, bạn nói hẳn ra. Tại vì ở đây có nhiều nghĩa lắm. Ui dồi ôi, đúng cái loại ăn cháo đá bát là cái bọn ba sọc, là cái bọn dân chủ cuội, là cái bọn nhất tiệt ở nước ngoài. Đấy, là cái bọn là ba sọc, hay còn gọi là ngụy quân, ngụy quyền, bọn Việt Nam Cộng Hòa, cộng rắn cắn gà nhà. Cái bọn đó ăn bám, khi Pháp vào dựng nên thì nó từ nó bưng bít, nó đi theo Pháp đến Nhật thì muốn đi theo Nhật. Sau khi Việt Nam hất lật đổ chính quyền từ Nhật thì Pháp nên nhảy vào, thì lúc đó cái bọn đó nó
lại đi theo Pháp. Đấy, cái bọn ăn cháo đa bát đấy. Tiếp theo là cái gì? Tiếp theo là đến thằng Mỹ. Thằng Mỹ tiếp theo nhảy vào tiếp quản. Đó, cái bọn ăn cháo đa bát đấy. Nó đưa quân vào, nó bơm vũ khí quân lực hạng tư thế giới. Cái quân lực hạng tư thế giới đó làm được cái gì? Bao nhiêu? 90% tiền viện trợ từ Mỹ đều là súng ống, buôn bán trong nước không có, ngoài ra 10% từ các nước chư hầu. Đấy, cái loại ăn cháo đá bát đấy. Đấy, đấy mới là cái loại ăn cháo đá bát. Xin lỗi các anh chị là em phải là dạy dỗ là cái đứa vào nói vừa vừa rồi. Để xem là nói không nói rõ. Không nói rõ thì tôi buông cho bạn biết. Về sau gì? Mày qua cái bọn ăn cháo đa bát đó. Ui dồi, cũng phải cảm ơn 30 tháng 4 năm 1975. Người Cộng sản nó vinh danh. Người ta tốt thật. Người ta cho đi ra mà không tấn công. Không có thì có mới có những cái chuyến đu càng vượt Đại Tây Dương, những cái chuyến tàu của các hạm đội. Ui dồi ôi, cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn đã nhắc nhé. Xem là cảm ơn bạn nào nào. Cảm ơn bạn là Phương Tòng Văn nhá. Bạn có kết bạn với tôi mà. Cảm ơn bạn Phương Tòng Văn nhắc tôi nhớ nhá. Tôi nhớ là cái người Cộng sản người ta cực kỳ tốt ở cái chỗ đó. Người ta đã thả cho đi. Nhưng mà những cái người dân như tôi này, những cái người dân như tôi phải cảm ơn. Cảm ơn người Cộng sản đã xuất khẩu được những cái loại chó điên, những cái loại ăn bám đi toàn thế giới. Đấy. Còn nếu mà bạn thích và ngồi nghe, bạn phải com rõ cho tôi cái bọn nào ăn cháo đa bát. Theo chúng tôi chỉ biết rằng có riêng duy nhất một cái bọn ăn cháo đa bát, đó là bọn ngụy quân, ngụy quyền, bọn làm tay sai, bọn cõng rắn cắn gà nhà, quay lại chửi lại dân tộc, bán nước cầu vinh. Ăn cháo đa bát là bọn đó đó. Đấy, tôi gửi đến cho bạn kiểu đó. Ôi dồi ôi, nước Mỹ tự do nhân quyền làm giả những cái vấn đề trên thế giới, từ Iraq, Syria, Yemen, những cái nước đó trước đây, từ những cái năm trước 2001 đến 2003, nó gần như là tốt đầu của trơ cỏ là Trung Đông. Nhưng mà làm sao cuối cùng mang bom đạn, nước Mỹ tốt quá, nước Mỹ văn minh quá, giải bom đạn xuống, cuối cùng kiếm về cái gì? Vàng, tiền, dầu mỏ, khoáng sản để tái thiết. Ui dồi ôi, nước Mỹ mang văn minh, mang tự do ra quốc tế. Ui dồi ôi, tôi thích quá. Tôi thích quá, mấy anh ba sọc tốt quá. Mấy anh ba sọc bây giờ. Vậy các anh thường hãy nói với cả chúng tôi là gì? Ui dồi, quân lực hạng tư thế giới. Vậy thì tôi, quân lực hạng tư thế giới đó lại đi thờ. Đi thờ ai? Ngô Đình Diệm. Ui dồi ôi, lại cái tên Ngô Đình Diệm này tôi phải nhắc nhở với cả là mấy anh nhá. Trước khi lên Ngô Đình Diệm nhá, thì cái là Ngô Đình Diệm ấy đặt cái tên gì? Đấy là quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi miền Bắc với cả các nước ở trong nước vẫn gọi là ngụy quân, ngụy quyền đó. Đó là quân đội hạng tư thế giới, hay còn gọi là quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà vì sao đổi tên để thành là quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạng tư thế giới? Ui dồi ôi, lại nói đến là Tổng thống là Thiệu. Ui dồi, chào Dương Vi. Nói đến Tổng thống Thiệu gì? Ui, thôi thế là xong rồi. Sao lại đi thờ một ông Diệm với cả một ông Thiệu? Một ông lại đi giết một ông kia. Một đứa em đi giết thằng anh để lật đổ nên. Sao lại đi thờ hai thằng cùng nhau? Đáng nhẽ không phải được gọi là quân lực hạng tư. Nếu mà đã thờ đến Tổng thống là Ngô Đình Diệm thì phải kêu là quân đội Việt Nam Cộng Hòa hạng tư thế giới. Chỉ có là Thiệu sau khi lật đổ muốn quên cái xã hội cũ thôi mới gọi là quân lực hạng tư thế giới. Lúc đó mới đổi tên thành như vậy. Chứ đừng có lại đi thờ một thằng em, một thằng học trò, một thằng đệ tử đi giết Tổng thống, bắn tan xác ở trong là cái xe bọc thép. Lại đi thờ hai thằng giống nhau. Tôi hỏi bạn, hai thằng ấy
nó có, bạn có thấy các bạn ở bên là Ba Sọc có thấy là nó lạ lùng không? Tôi thấy nó lạ lùng cực kỳ. Sao lại bạn lại để hai thằng, à quên, xin lỗi, phải tôn trọng lịch sử. Sao bạn lại phải để Tổng thống Ngô Đình Diệm bên cạnh là Tổng thống gì là Thiệu? Bạn đi một ông là hai ông thế giết nhau, có thấy là cái ông kia có tội không? Tôi thấy tội lắm. Sao lại để cái kiểu như vậy chứ đệ? Ôi dù ôi, cái quân lực hạng tư thế giới, suốt ngày giao giảng là quân lực hạng tư thế giới. Tôi thấy có rất nhiều cái giỏi, luôn luôn ca ngợi những cái giỏi của quân lực hạng tư. Cái giỏi là thế nào? Đều rồi, tôi sướng lắm, luôn luôn ca ngợi là hạng tư đánh trận tốt lắm. Nhưng mà có những cái tốt lắm, cái duyệt binh thì tốt cực kỳ, nói phép tốt cực kỳ, nói phép tốt lắm, duyệt binh tốt lắm, đẹp lắm. Ôi dồi ôi. À còn cái gì nữa, bán vũ khí nữa chứ, mà toàn bán cho ai? Bán cho phe đối lập, tại vì thì vũ khí đó đều được tài trợ mà, bán thoải mái, tốt lắm, bán cực kỳ đẹp, bán hay lắm, bán tốt lắm. Cái đó Việt Nam Cộng Hòa Ba Sọc làm giỏi lắm. Tiếp theo làm gì? Việt Nam Cộng Hòa tốt lắm, bao nhiêu hàng trăm nghìn đĩ điếm ở trong nha. Ôi dồi ôi, tốt thật. Khi miền Bắc, khi là giải phóng từ miền Bắc với cả là quân đội giải phóng miền Nam vào tử thủ, rồi tôi Nguyễn tử thủ tốt quá cơ. Cái tử thủ đó chưa được 3 ngày vừa mới áp sát vào, ném hết cả súng tụt cả quần chạy, nhảy lên đu càng vượt đại Tây Dương, ui để sang Mỹ, sang các trời trời Âu. Các vị chửi Việt Nam nghèo kém, ôi rồi thì sao? Các vị sang nước Cờ Hoa rồi, được hưởng những cái thứ tốt lắm rồi, sao các vị này quay chĩa mõm về Việt Nam vậy? À, tôi hỏi vậy, các vị nói Việt Nam nghèo, Việt Nam hèn, Việt Nam kém, Việt Nam lạc hậu. Ai nghèo, ai hèn, ai kém, ai lạc hậu? Trong khi ở bên phía kia, ở bên cái đất nước Cờ Hoa, cả nước châu Âu ấy, các vị trả thuế chết mẹ, chết cha ra. À, tôi hỏi các vị như vậy. Các vị nói là Việt Nam nghèo hèn. Ui, tôi thấy nghèo quá cơ. Người dân ấy, các cái nơi, sáng uống cà phê, nước chè, đi ra ngồi ăn sáng, gần như ngày nào cũng vậy. Ôi dồi ôi, nghèo quá cơ. Trong khi các bạn thế nào còn phải cày nưng ra, ui kêu chúng tôi giàu lắm, ngồi xe hơi, ui dồi ôi, xe hơi toàn trả góp. Kêu lại lên trên mạng mà chửi à? Lên trên mạng chửi, ui bọn Việt Nam nó nghèo, chỉ có đi xe máy, không có tiền đi xe hơi. Ôi dồi, trong khi đó này, các bạn bên ý trả xe hơi, mua toàn trả góp. Ui dồi ôi, trả đến cả chục năm rồi, mười mấy năm rồi, thấp nhất cũng 7-8 năm. Ui dồi, thích quá, các bạn giàu quá. Ui dồi, hãy nhìn nước Mỹ đi, vĩ đại. Nhưng mà các vị hãy nhớ rằng nước Mỹ không phải của các vị. Người ta chỉ coi, mà chính ở trong cái đời tổng thống nói ấy, là cái loại Việt Nam Cộng Hòa thực ra cho sang đây chỉ vì nhân đạo. Còn với chúng tôi nói với cái, mà chính cái đời tổng thống nói đấy nhá, không phải đời tôi đâu, nói kêu là người cộng sản này nói láo là bưng bô hay là thế nọ kia, các đời tổng thống đều nói thế này: chính cái đất nước của các vị, còn các vị còn nên phản bội, các vị còn chửi rủa, các vị còn lăng mạ, các vị còn bán, thì với cái đất nước của chúng tôi các vị chi nào? Thực ra ấy, nói thẳng chắn ra, tại vì người ta làm tổng thống người ta nói thế thôi, hay còn gọi là chúng tôi đưa sang nuôi các vị như một con chó. Chủ yếu là vì ngày trước tôi gỡ gạc lại cái quá khứ, là tôi bỏ tiền ra nuôi một cái lũ ngu, một cái nước kém, bây giờ phải chịu cái trách nhiệm ở cái thời đại thế thôi.